Tổ gì kia? Kiến à? Kiến heo á? Nó trên đỉnh luôn. Dạ. Hai tổ gì đây? Xem hai tổ ong ấy. Hai tổ là tổ bên này như tổ ong heo ấy. Thối quả mày. Hả? Thối quả thôi. Xấu này của nhà. Tổ này nhìn giống tổ ong ấy nhỉ? Kiến hay tổ kiến đâu ra ổng kia cái xấu kia sai quả rồi. Có con gà ở đâu? Con gà đây. Dẫn hàng đây. Dẫn gà đẹp luôn bỏ. Chín luôn. Mưa xong đi 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 đ
Quay cho. Đâu rồi. Vừa mưa xong. Để khá là trơn. Đây. Chờ nó. Đi hết sức cẩn thận. Không thấy có con nào bây nhỉ? Về đây. Nó cũng như kiểu gì ấy. Đây này, chết rồi. Mặc quần áo hả? Dùi thủng bên trên ấy. Thế này để cầm thì nó chịu nhẹ nhọc. Cầm chết thật. Dùi đây này đúng không? Áo đây. Không cần bạn dưới nữa. Cầm dưới này mở nắp ra cho vào dưới này. Ok. Đây cho kiến cho. Kiến cho. Ê, trai đây lúc thích bắt cái bạn à. Bó gương mình kìa. Ờ nè 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 nè. Đấy, cái này ra vào liên tục. Rồi khóa không? Điện thoại quay nè nè nè. Biết rồi. Cho sâu vào bịt. Sợ kín quá hương nó có cháy không ấy chứ. Hả? Quấn liều ấy. Phải cho ra đốt chết ấy, liệu hồn. Đi ra đi. Đấy, cái quanh quẩn này là Tuấn này. Cái quanh quẩn đằng sau này. Đấy. Đấy thấy chưa? Đấy 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 đấy. Ui chết mẹ. Người chết rồi.
đấy, ngoài leo rốt đâu mà. Quần áo đấy.
to, thấy giờ to chưa? Thấy tầng to chưa? Tầng to đây rồi. Con đâu? Mẹ tao phải nãy tao bắt được cái. Thằng giỏi đấy mà thua. Tàn gần hết rồi. Ôi, đã tàn rồi. Mượn cái túi cám cò ấy. À đây. Tầng như cái lồng quạt chứ. Ôi ăn vổ. Mang đầy thôi. Liều đấy.